Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Xuân Bảo Network. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục đáp vấy chớp wallet trên dòng iPhone. Thì hiện tại rất là nhiều bạn đang dùng điện thoại iPhone thì sử dụng phí chớp thì nó đã không có mục đáp. Thì tất nhiên là một cái ví mà đã không có mục đáp ví thì các bạn sẽ khó khăn trong cái việc các bạn truy cập vào những cái sàn phi tập trung, ví dụ như là Fancake, Sushi và Wap, vân vân. Nói chung là nó cũng rất là bất tiện, nhưng chúng ta cũng không có thể bỏ tiền ra để chúng ta có thể đi mua thêm một cái điện thoại nữa, cái dòng Android để chúng ta xài, đúng không nào? Thì hôm nay cái cách khắc phục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì cái cách khắc phục thứ nhất thì mình đã có làm một cái video để cho các bạn liên kết trên cái nền tảng ví của MetaMask các bạn nhé. MetaMask. Đấy, thì các bạn có thể nhập link MetaMask để các bạn xài thôi, các bạn dùng thôi. Đấy. Thì đồng thời đây thì mình cũng xin các bạn cho mình một like và một nút đăng ký nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì các bạn kéo vào trong phần video và tìm kiếm đến cái video mà mình đã hướng dẫn cho các bạn trước đó về cái vấn đề là chúng ta sử dụng và đồng bộ hóa cái ví chết wallet lên trên ví master. Đấy. Thì đây cũng là một cái cách thứ nhất nếu các bạn muốn xài về cái vấn đề mà để có đáp ví các bạn nhé. Thì ví VitaMask thì các bạn đã sử dụng rồi thì rất là ok, nhưng mà nếu mà chúng ta không có rất là nhiều token chúng ta đang chữ trong chết wallet. Đấy, thì chúng ta nên kết hợp như vậy thì nó sẽ ok hơn. Đây các bạn nhé, đây là cái video mà mình đã hướng dẫn các bạn đã nhập trên chốt wallet lên master và thêm cái mạng BNB. Đấy, hôm nay mình lại hướng dẫn cho bạn một cách nữa. Thì các bạn vào trong Avatar các bạn nhé. Ở đây mình đang sử dụng một cái điện thoại Android để cho dễ sử dụng hơn. Đấy. Thì các bạn vào Avatar, các bạn gõ Sapphire. Sapphire Pi 3. Đây là cái ví Sapphire. Thì các bạn cài đặt nó về. Thì giữa cài đặt của dòng máy iPhone và Android thì nó cũng giống nhau mà thôi, không có gì khác biệt. Các bạn cứ bấm vào cài đặt. Rồi, sau khi các bạn đã cài đặt về trong máy thì các bạn cài đặt nó giống như là cài đặt ví chớp mà thôi. Đấy, các bạn cũng tạo cho nó một khẩu, xong các bạn lưu 12 ký tự lại nữa là xong. Đấy, nó đơn giản cũng vậy thôi. Thì ngay trong cái mục đáp và trong mục ví này, các bạn bấm vào đây cho mình mục ví này, các bạn tâm biết tiếp theo các bạn bấm vào cái hình đầu người này, rồi các bạn bấm ra đây, các bạn bấm vào cái dấu cộng đây, các bạn bấm vào và các bạn bấm vào trong ví mềm vào và các bạn sẽ nhập cho mình cái ô này. Đây, các bạn tùy các bạn nhé. Nếu các bạn lưu khóa thì các bạn sẽ nhập theo như vậy. Và cách thức để chúng ta lấy được ký tự cũng như là khay của ví chết thì các bạn bấm như sau. Các bạn bấm vào cài đặt.
Các bạn bấm cài đặt này. Ok, bấm cài đặt. Các bạn bấm vào thanh các ví, bấm vào đây. Thì các bạn muốn nhập cái ví nào lên trên Sapphire 3 thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái ba chấm này. Bấm ba chấm. Sau đó thì các bạn bấm hiển thị. Đấy. Các bạn bấm hiển thị cái mã khôi phục của 12 cụm từ. Thì tất nhiên là các bạn có rất là nhiều bạn mà đã xài ví rồi thì các bạn đã lưu, nhưng mà ở đây mình đang nhắc các bạn là các bạn chưa lưu thì các bạn cách thức của các bạn lấy như vậy. Các bạn bấm vào và các bạn bấm tiếp tục. Thì đây nó sẽ hiển thị cho các bạn 12 ký tự khu vực ví và các bạn sao chép. Đấy, các bạn sao chép lại. Các bạn sao chép. Sau đó thì các bạn quay lại trong ví Pi 3. Pi Sapphire. Rồi. Thằng này nó sẽ ra nhé. Mình sẽ ngược lại này. Bấm vào trong này. Bấm dấu cộng này. Thêm ví mềm này. Rồi nhập cụm từ dễ nhớ này. Thì cái ví Sapphire nó bắt chúng ta là thì nó bắt chúng ta nhập vào cái mở cái bắt quật mở mở ví mà lúc đầu các bạn cài á, thì các bạn sẽ nhập 12 ký tự của bạn vào đây, các bạn dán vào đây nhé. Rồi các bạn dán vào đây xong các bạn nhập, có thể nhập cái tên ví dụ như là ví này chút. Ok. Đấy. Tên của các bạn nữa, các bạn có thể ra ra đây. Đấy. Xong các bạn sẽ nhập dữ liệu thì nó sẽ ra cho các bạn cái ví. Đấy. Mình làm lại một lần nữa cho các bạn này. Rồi các bạn sao chép cái mã nhé. Rồi các bạn vào trong này, cộng vào, thêm vào ví mềm, nhập dữ liệu. Rồi bạn nhập mật khẩu vào. Cái mật khẩu này là cái mật khẩu mà lúc đầu các bạn tạo cái ví Sapphire. Đấy, sau khi các bạn nhập vào thì các bạn xác nhận này. Các bạn dán cái, rồi đưa cái gì, cái tên ví đây, ví chút. Ok, các bạn nhập chữ ví vào. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là đây nhé. Để kiểm tra được cái độ chính xác hay không thì các bạn sẽ đây. Các bạn sẽ xem cái địa chỉ ví này. A0A. Rồi các bạn quay xong này. Rồi các bạn quay cái về ví này. Các bạn nhập vào địa chỉ này. Các bạn bấm nhận. Thì các bạn sẽ thấy là cái địa chỉ của chúng ta nó là đúng này. Có nghĩa là ví dụ địa chỉ BNB này 5A0A này. Và bên này là 5A0A này. Thì đây là chính xác của ví của các bạn nhập dữ liệu bình vi chút qua. Và đồng thời thì tất cả những dữ liệu bên ví chết các bạn có cái gì thì nó sẽ chuyển qua cái đó. Đấy. Bởi vì thứ nhất là cái mạng Ethereum, mạng BNB hoặc là mạng nữa là mạng Poly hoặc là mạng rất là nhiều mạng các bạn nhé. Đấy. Thì nó chỉ có dùng một cái địa chỉ ví duy nhất. Đấy. Bởi vì nó sao chép cái bản của thằng Ethereum. Đấy. Nên các bạn chỉ cần quan tâm đến cái một cái địa chỉ này là các bạn đã thấy nó trùng khớp. Đấy. Và nó sẽ chuyển hết tất cả dữ liệu cho các bạn sang bên này. Đấy, các bạn nhé. Đây là cái cách thức mà để cho các bạn có thể là sử dụng và khôi phục được cái đáp ví. Đây, cái đáp ví đây.
Đấy, các bạn bấm vào đây là các bạn thấy đặt ví rồi. Thì các bạn sẽ sử dụng như là một cái ví chất wallet mà thôi. Đấy. Bởi vì các cái tính năng của Sapphire 33 nó y chang như là chất wallet và nó còn bảo mật hơn. Đấy. Rất là nhiều những cái thông tin và những cái ví để chúng ta có thể sử dụng. Đấy. Và đồng thời nó rất là tiện lợi. Đấy, nó tiện lợi hơn ví chất rất là nhiều. Ví dụ như các bạn bấm vào cái mạng BNB thì ngay trên đây ở BNB BEP20 các bạn sẽ vào được trong Ethereum ngay tại đây. Đấy, nhất là rất là đơn giản. Đấy. Cách thức rất là quá là đơn giản khi các bạn xài như vậy. Và các bạn có thể quay lại trong cái ví chết và các bạn có thể xóa cái ví chết này đi các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể gỡ cài đặt cái ví này đi. Đấy, bởi vì cái cụm từ các bạn đã sử dụng vào đây rồi. Đấy, và các bạn đã lưu lại được nó rồi thì các bạn không có sợ gì hết, cho dù nó là cái mạng cái đáp ví. Đấy, nó chỉ là cái app ví mà thôi, thì các bạn đã có cái chiếc ví rồi thì các bạn cứ nhập lên. Một là cách thứ nhất là các bạn nhập link master. Đấy, để các bạn sử dụng được nhiều mạng hơn. Đấy. Hai là các bạn sử dụng nhập lên trên ví Sapphire. Đấy, bởi vì rất là nhiều bạn thì xài master nó rất là khó. Đấy, các bạn nhé. Bởi vì các bạn đã quên dùng ví chết và các bạn chuyển sang master thì nó hơi khó cho các bạn. Bởi vì có rất là nhiều bạn cũng có thể là công nghệ nó không không được tốt lắm. Đấy. Thì tất nhiên là có rất là nhiều bạn công nghệ rất là tốt thì các bạn đã làm được rồi. Còn những bạn chưa làm được thì các bạn có thể xem video này và các bạn có thể là có những đáp ví cho các bạn để các bạn xài, đúng không? Rất là nhiều. Đấy. Và nó rất là ok. Đấy. Rồi ok. Thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà đăng nhập liên kết để khắc phục được cái đáp ví ở như iPhone. Bởi vì mà hiện tại iPhone nó đã chặn ví chất wallet thì nên không có đáp ví và các bạn sẽ không vào được những cái sàn, thì các bạn sẽ dùng cái cách của mình. Các bạn sử dụng khay rồi 12 cụm từ, sau đó các bạn tải ví Sapphire 33 về, các bạn nhập vào dữ liệu vào. Để xong thì các bạn coi như ở đây cũng là một cái ví chất của các bạn. Đấy. Đồng thời các bạn sẽ dùng được. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Rồi, cảm ơn các bạn.